Người căn tánh kém hơn một chút Từ vãng sanh luận Từ tịnh độ thánh hiền lục chúng ta thấy Đa phần là không quá ba năm Có thể đến được cảnh giới này đặc biệt là hiện nay quý vị biết nhiều hơn tôi tôi không tiếp xúc với tin tức nên rất nhiều việc không biết đều là nghe quý vị nói thế giới này thiên tai xảy ra khắp nơi có gì đáng để lưu luyến chăng hiện nay gọi là di dân vì sao công di dân đến thế giới cực lạc? Là? là vì tốt. Phật A Di Đà hoan nghênh chúng ta không cần tuyệt. Bộ kinh này chính là sách chỉ dẫn về thế giới cực lạc mà Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta sách chỉ dẫn di dân đến thế giới cực lạc y theo những gì trong này nói nhất định đến đó thành công không cần thời gian quá dài trước khi thiên tai chưa bộc phát chúng ta nhất định đến được đó nó không cần nhiều thời gian